Vì dịch bệnh mà con không về quê được. Hôm nay anh Dương thật là hạnh phúc khi nhận được những món quà của bà nội ở dưới quê gửi lên. Cả ngày náo nức từ hôm bữa thứ sáu đến giờ, không ăn không ngủ được. Hôm nay con dậy thật sớm hỏi mẹ là quà của nội đến chưa. Con gái rất là vui mừng khi bố vừa đem quà về. Không hề dám gặp bố đâu, đợt Xe cho bố con. diệt khuẩn rồi mới dám đi ra nè. Đấy, xe bà nội mua cho cháu nè. Nhưng mà vì con lùn quá nên chưa có thể nào đạp được à. Mong là sau vài tháng nữa mẹ tập thì con sẽ đạp được chiếc xe này nhé. Con Con thích gái rất vui luôn, còn khoe quà với chị hàng xóm kế bên nữa. à. Bé rất là mê vì nhìn những quả vú sữa căng tròn, mọng nước thật là xinh đẹp này. Cứ mẹ ơi, mẹ cho con cô quà của mẹ nhé. Và như thế là con cứ nâng niu từng quả vú sữa, gỡ từng miếng giấy ông bà bọc kỹ vào và đưa cho mẹ để cất nha. Con rất là yêu mến, rất là thích luôn. Hôm nay con nói với mẹ là để con thắp hương, con mời ông địa, ông thần tài về ăn trước rồi con mới ăn. Nè mọi người thấy con chăm chỉ không nào? Con mời ông bà không biết con nói cái gì á mà không nghe, mà ngồi rất là lâu luôn để mời ông địa, ông thần tài về ăn cùng con đó. Không hề kêu mẹ mổ răng liền đâu, mà đợi ông bà ăn xong rồi con mới dám ăn. Bây giờ mọi người xem con ăn nhé, con ăn rất là ngon luôn đó. Mọi người ơi, mọi người có muốn ăn vú sữa Hoàng Kim cùng với Ánh Dương thì hãy comment ở phía dưới tin nhắn để mẹ Trang trả lời cho mọi người nha. Bây giờ anh Dương sẽ thưởng thức những quả vú sữa thật là ngon này đây. Xin chào mọi người. Và mọi người ơi, nhớ là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mẹ Trang và anh Dương ra nhiều video thật là hay, thật là vui tiếp theo nhé. Xin chào mọi người. Bây giờ hai mẹ con chúng tôi hãy thưởng thức đây.